Tối 17 tháng 12, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều do ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một số quán nhậu trên địa bàn quận. Tại quán Đồng Xanh 2 trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, có rất nhiều người vô tư ăn nhậu không thực hiện nghiêm quy tắc 5K. Trong lúc đoàn kiểm tra làm việc với chủ quán, nhiều thực khách vẫn thoải mái nâng ly. Một số khác khi thấy cơ quan chức năng đến thì vội tính tiền để rời đi. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã lập biên bản quán Đồng Xanh 2 vi phạm lỗi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Kiểm tra tại quán Alojo 100 trên đường Hồ Bún Sáng, nhìn phía ngoài có rất ít thực khách ngồi ăn nhậu tại chỗ. Làm việc với đoàn kiểm tra, một nhân viên cho biết phía sau tấm cao su này là công trình đang thi công sửa chữa chưa hoàn thiện. Thực chất tấm cao su này dùng để che các bàn ăn uống phía bên trong. Sau khi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đã nhắc nhở yêu cầu lập biên bản vi phạm, đồng thời đề nghị chủ kinh doanh phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Quán Alojo 100 bị đoàn lập biên bản vi phạm lỗi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, bán rượu bia tại chỗ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.